đến đời cha thì lại không không có được như vậy và rất là khổ. Năm em lên 9 tuổi thì cha lại mất đi, và nhà thì nghèo lắm, bởi vì cha mất bởi vì không có tiền chữa bệnh. Và cái ức tuổi thơ của em mà nhớ nhất là thèm một ổ bánh mì nhưng mà không có tiền để ăn được á, cho nên là bây giờ đâm ra ghét bánh mì luôn. Kiểu ăn không được là ghét luôn, để không còn bị cái cảm giác thèm thuồng nữa. Sau đó là cha mất thì mẹ ngày nào cũng vậy, đêm nào cũng phải đứng nấp ở một cái góc, bởi vì mẹ thức suốt đêm thôi. Mẹ thức suốt đêm để mẹ khóc, mẹ chỉ gục trên bàn thờ và khóc. Sợ là đêm không thắp nhang thì cha sẽ bị lạnh, cho nên là mẹ cứ thắp suốt đêm như vậy. Và em cứ nửa đêm quay qua là không thấy mẹ nữa, đi tìm thì mẹ ngồi bên bàn thờ cha khóc như vậy một năm trời. Sau đó là mẹ bị bệnh sốt xuất huyết bao tử, mà người ta thì cứ nghĩ là cha em chết vì lao phổi, cho nên nghĩ là mẹ cũng lao phổi, cho nên gia đình là bắt ép buộc là phải đi vào khoa lao phổi. Để chữa lao phổi thì phải dùng thuốc kháng sinh mạnh, trong khi bao tử đã loét và đã ói máu ra rồi thì như vậy là sai thuốc, và mẹ em bị mù mắt đi và không ngồi dậy được nữa, chỉ có đút ống thôi. Thì cái khoảng giai đoạn đó, cái khổ nhất trong cuộc đời của em đó là mất đi một cái người cha thân yêu nhất của mình. Và sau đó trước khi đi ngủ là cứ sợ mình đi ngủ rồi lỡ mẹ mình tắt thở chết thì sao, và cái nỗi sợ lại mất thêm một người thân nữa và mình không còn ai bên cạnh nữa, thì nó như một cái địa ngục khổ sở trong tâm tưởng của mình á. Mà mỗi lần sáng mở mắt dậy mà thấy mẹ vẫn còn là cảm thấy mừng lắm, trời, mẹ mình vẫn chưa chết, mừng quá.